Dạ thưa sư, cho con hỏi giữa những bậc xuất gia để đi tu và hạng người trốn đời khác nhau như thế nào? Sư nhớ nó có một cái câu, có lẽ là câu của Trung Quốc thì phải, nó là cái gì? Mèo trắng hay là mèo đen, bắt được chuột nó là mèo tốt. Tức là cái mục đích của cái việc xuất gia đó thì muôn hình muôn vẻ. Có người họ xuất gia vì cái lý tưởng giải thoát, có người họ xuất gia bởi vì họ trốn khổ, có người họ xuất gia bởi vì họ nghĩ là cái đời sống xuất gia nó sẽ khỏe hơn là cái đời sống cư sĩ, bởi vì họ không phải làm lụng. Trong kinh ấy có những trường hợp mà những người cư sĩ, một số người thấy là mấy ông sư ăn ngon quá, đời sống chắc có lẽ chỉ có ăn ngủ thôi, cho nên là họ lười lao động và họ xin xuất gia. Nhưng mà như sư nói, mèo trắng mèo đen, bắt được chuột là mèo tốt. Có nghĩa là sao? Sau khi, mặc dù mục đích xuất gia thì nó không có giống nhau, nhưng mà chỉ cần sau khi họ xuất gia mà họ giữ được giới luật, tuân theo lời dạy của Đức Thế Tôn, từ cách đi, đứng, sinh hoạt cho đến những cái nên làm, những cái không nên làm, có tàm, úy, rồi thực hành tuần tự theo lời dạy của Đức Thế Tôn, thì bản thân họ đều sẽ hưởng được cái quả lành nha. Chỉ trừ những trường hợp mà xuất gia cũng những cái trường hợp như trên, tức là xuất gia vì tìm cầu đạo quả giải thoát, xuất gia nhằm thoát khổ, thậm chí là xuất gia để cứu độ chúng sanh, vân vân và vân vân. Nhưng mà sau khi thọ giới xong rồi trở thành một vị tu sĩ thì hoặc là họ chịu những cái khổ của đời sống xuất gia, họ chịu không nổi, thành ra họ phải xoay sở để họ kiếm sống, hoặc là họ bị cái đời sống lợi dưỡng nó làm cho hư đi, hoặc là họ bị cái đời sống nó nhàm chán của một cái đời sống tu sĩ làm cho họ phải kiếm một cái thú vui khác ngoài ra chánh pháp. Thì những con người đó, mặc dù cái mục đích ban đầu rất là cao thượng, nhưng mà sau một cái đoạn thời gian bị đánh đập bởi sự khổ của đời sống xuất gia, bị đánh đập bởi sự sung túc của đời sống xuất gia, bị đánh đập bởi cái sự nhàm chán của đời sống xuất gia, rồi họ hư hồi nào không hay, và cho đến cuối cùng họ không dám nghĩ về mục đích ban đầu mà mình xuất gia để làm cái gì. Có lần sư hỏi một vị sư, mục đích ban đầu của sư xuất gia để làm cái gì mà bây giờ sư như thế này? Thì không lâu sau đó thì vị này hoàn tục. Đấy. Cho nên mèo trắng hay mèo đen, bắt được chuột là mèo tốt. Còn mèo trắng hay mèo đen mà không chịu bắt chuột là mèo xấu.